Đây, vừa được cây móc ở chỗ này. Các bạn sẽ chặt cây này để xuống, tí nữa dưới kia làm đồ ăn tối thôi. Vì hai anh em đi hơi muộn, mãi đầu giờ chiều mới bắt đầu đi. Ở đây có hai cây này nữa này. Đấy, đây có cây này nữa. Như để thử xem cái chỗ này nhé. Đấy các bạn chặt làm sao để nó cách cái ngọn trên là tầm độ khoảng 5-60 cm nhỉ? 5-60 cm cho mình lấy một cái đoạn tầm độ khoảng 1 mét thôi. Đây. Đấy, nhìn như này. Đấy. Lấy tầm độ khoảng 1 mét này thôi. Xong mình dốc ra mình lấy cái lõi ở trong để ăn. Đấy, đã đến rồi đấy. Đây, lõn lên. Đấy, lõn đấy. Ngon lành nhỉ. Ồ. Mấy cái này bé nhỉ. Bé quá. Ngắn quá, được tầm là khoảng hơn 20 cm. Này. Ui giời. Ngon chưa? Quá ngon. Ây da. Nên là hai anh em nó quyết định là sơi hết cái chỗ này luôn. Ngọt lắm. Cần chấm gia vị không? Này nó ngọt. Ngọt, chấm ăn ngon hơn. Ngon nhỉ. Đang đi mà nó khát nước này. Ăn phê thôi rồi. À, nếu nói vị là nó thua cái măng vầu nhỉ. Măng vầu nó ngọt kiểu khác. Nó ngọt kiểu khác nhỉ. Măng vầu nó ngọt. Mà ngon lắm. Chưa. Không còn cây kìa. Lắm. Đưa tay mình chỉ á. Làm cái đấy để tí nữa xuống như cái ăn. Dưới kia còn một cây nữa cả. Quanh đây cây nhỏ nhỏ cái này nhiều lắm. Ở đây cũng nhiều cây mắc. Ui, thang nước cây kia xuống. Ba lô rồi nhỉ. Lại quên cả cái tháo ba lô, thằng lấy ba lô đi. Cái lán của anh em đây nằm tạm thôi, gọi là có cái chỗ để ngủ nó may rồi. Nhìn trông là nó hơi điêu đời tí nhưng mà thôi, có là may lắm rồi, sợ nhất là không có chứ, có được cái lán là ok rồi. Chắc làm hai mặt thế thôi nhỉ. Đấy là cái gì nữa rồi. Hả? Đây nữa. Đấy. Chậu nó quá vậy.
Bây giờ là bắt đầu đi, hai anh em đi soi cá. Đây, làm được cái rọ này, đan từ tối giờ đây. Được. Con ếch. Bắt đi. Thôi bắt được đấy. Bắt đấy. Ếch này bắt được nhiều xem. Ếch này ngon lắm. Ừ. Thì hít thì sao? Thì ếch. Tự đó, tự đó. Nghĩa nè, con ếch con qua ngồi đập thế này. Một em. Anh cảm ơn anh. Cầm ra này. Cái con chứ gậy. Cái đút ở đây, đút ra. Mình phải cầm một cái gì đi. Mẹ mẹ hôm nay không mang cái dây đi. Đấy, một đống thì còn anh coi ra đây. Đấy, 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 cái xuống. Đây, chắn đấy đi. Ừ, đây, 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 có cái rồi. Đây, em cho thẳng ở đây đi. Đây 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 đây. Cho tay em ấy, nó chạy ra rồi. Vào rồi, nó chạy ra. Đây 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 đây, có con nữa. Đây, cho các bạn nhìn này, nhìn thấy con cá đây kìa. Đây này. Đây 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 rồi, đây rồi. Đây. Đấy. Đấy, cá suối đấy, đẹp không? Ừ. Đây. Đấy. Một chú. Ấy đi. Ờ. Ăn xem ghế. Mấy cái vũng này còn không? Không, ở trên này nãy bắn được đâu. Đây đây đây, áp đây để đuổi. Có đuổi không? Áp đi. Mở mở cái chỗ này ra. Đấy, đúng rồi. Thôi được, đây, đây. Để vào đi đó. Đây để mình đặt cái. Đặt cái húng này đây. Cái chỗ lá cây mà nó mới vào, không nó không vào đâu. Ui, nhiều thế nhỉ? Thế này mang cái vợt đi thì ngon. Hả? Thế này phải có cái vợt thì mới. Ui, tôm này. Tôm này. Đây. Đấy. Nhìn đây. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Đây rồi, để mình bắt nhá. Bắt con tôm lại nhá. Chít. Úi giời, chạy rồi. Ui, nhiều lắm. Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi, có con cá, đây rồi. Ủa. Đây lượng ơi. Hả? Nhấc ừ nhấc đi. À đây đây đụng rồi. Ui. Đây. Đây mình cũng được con này. Nhanh. Úi giời. Được mấy con? 1 con. Khoan, từ. 6 con. Đấy. 7 con. Đây. Úi, nhìn thấy không? Đẹp nhỉ? Ấy ấy mấy cái. Nhìn này. 1 con này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. 8 con. Được 8 con. Đây. Ấy, các bạn nhìn đây. Nhìn đây. Lần này thì chạy rồi.
Vào đây đi. Đây rồi. Một chú nữa. Ôi trời ơi. Sâu thế mà chui đấy. Cái gì đấy? Yêu, nhắm chết cơ. Ông ấy nhắm này. Ông ấy nhắm há cả miệng này. Vãi ra đi. Ồ chưa? Đại choác nha. Còn to thế. Đó. Có ạ. Hình như có đấy. Có. Không được. Đổ này, không được không nào. À, đấy này. Úi giời. Úi giời, ba con đấy, đừng đùa. Đây này. Một con này. Hai con này. Ba con này. Đây đây đây. Úi giời. Nương. Đây. 4-5 con như thế này. Ở hết trong góc này rồi. Không, đây cơ mà, đây cơ mà. Đây này, nhìn nào. Từ thôi, đi ra sang bên này đi. Nó làm vào tay im mà nó không chạy đâu mà. Đây. Nhẹ thôi, nó không chạy đâu. Nhẹ, nó lại trượt vào đây. Úi dồi. Nó giấu ở trong đấy đây này. Nó chui trong đá này. Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Được. Con này cũng để chưa được. Đây. Đó. Ở trong này vẫn còn hết. Chứ nó vẫn còn, nhưng mà vấn đề là nó chui trong đá ấy. Đó. Đúng đi kìa. Mẹ này, anh bị còn ở đây, nó chui trong này. Tết biết nó chui chỗ nào rồi kìa. Đấy, cái. À đây. Úi giời, một túi rồi kìa. Nhìn kìa, kìa không? Nhiều. À, đây rồi. Nhìn này. Đấy, các bạn nhìn này. Nhìn nhá. Đây này. Lần này nhất định phải được. Đây rồi. Úi giời. Điên nhỉ? Bực mình nha. Cái nhỉ? Thấy chưa? Một bàn tay trúng hai đích. Wow, cho các bạn xem này. Khiếp chưa? Đấy, bắt tay đấy, bá đạo chưa? Con này to quá. Con này to quá. Tay đỏ này. Úi dồi. Vết bố mông rồi. Đêm nay chắc không ngủ được rồi. Không có. Ồ. Chứng tỏ này. Bắt ngon phết đấy nhỉ. Đây. Đây, chỗ bạn này. Cho bạn xem này. Đây rồi. Ngưng. Đúng cái chỗ dưới này. Đấy. Chết rồi. Úi giời, đây. Con nhanh. Chân anh của con. Tay anh của con. Chân của con. Đây, con đã tay. Rõ rồi. Đây, chân nhẫm con nữa. À.
Đây. Lên lên lên. Đây đây đây, con ơi, con con con. Tháo đây. Kia 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 kia. Con cho nó vào giỏ. Con lên cho vào giỏ. Bắt luôn không cần vàng. Nào. Đúng rồi. Ui đùa nhiều lắm này. Cứ về đi. Nhiều lắm này. Ui đùa cân rồi. Ăn gì nữa. Ui trời, đi về. Về về về. Thôi, mình bắt thế thôi. Giờ đi về. Đấy. Về đây thì gặp cái cây khô này. Nó bị ngả ở đây nên là chặt về để lấy cái đun. Mệt lắm ấy, nhưng mà vẫn phải chặt. Không chặt không được. Ồ hồ. Đã về tới nơi rồi nhưng mà bếp tắt mất rồi. Giờ bắt đầu Lượng bây giờ đang phân củi đấy. Để nhóm lại bếp đấy. Thực sự là mệt. Quá mệt. Đấy. Thành quả buổi tối đấy. Đây, các bạn xem nhá. Đấy, thấy chưa? Nguyên một đồi cá nhá. Hoành tráng nhỉ? Có hoành tráng luôn anh chứ. Nó ở Hà Nội, nó ở Gia Lâm ấy. Này, là được bắt nước chấm. Chả biết đem được mấy quả chanh thì rơi hết rồi, còn mỗi bà quả quất. Ôi trời ơi, đây cái món kia của tôi đây, cá đây. Cá nấu với nõn chuối đấy. Đây, con mèo đây. Nhìn đơn sơ quá. Giờ được ăn rồi đây. Úi. Úi dồi. Gì đấy? Ngọt quá. Bột canh cho chưa? Úi dồi ôi. Cái bì á. Nó giòn quá. Không cắt được. Nên là chị cắt cái này thôi. Ôi. Đây là nước ấy. Đây đây. Ngon nhỉ. Chấm với cái gia vị này. Đây này cơm cháy. Con gì đấy? Cá à? Cá nướng. Cá nướng à? Thơm lắm. Nhưng mà cái cá này hơi đầu hơi cứng. Hơi cứng. Đây thử cái thân nữa. Đấy ăn đi, ăn đi. Cá này ngon đấy. Anh vừa mới ăn rồi. Ngon mà. Thơm lắm. Ngoài lắm. Tuyệt vời. Quá phê nhỉ. Đây. Đây là món canh cá đây. Nhìn nó như này thôi nhưng mà món chấm đâu
Nhìn nó không đẹp mắt đâu nhưng mà nó ngon. Ăn chín. Úi, nhìn này. Thịt đây, ui rồi. Thịt này toàn thịt mông. Ăn cả miếng này. Đó.